Mến chào các bạn. Đây là một cái gầu múc đá, gầu cậy đá. Cái gầu này là để chuyên dụng cậy đá. Thì hồi xưa công ty bên mình á, thì có làm một cái con đường gần một cái núi đá, là nó rất là nhiều đá. Và mình đã các cái gầu thường thì không cách nào cậy được, bể răng bể gầu hết. Thành ra mình mới là đặt một cái gầu chuyên dụng để cậy đá này. Thì mình cũng cậy chắc nó phải là nó nằm mình cậy được nằm tầm chừng khoảng 2.000 khối đá, chắc phải trên 2.000 khối đá rồi. Nhưng cái gầu này vẫn rất là tốt, và mình đã có cho một anh làm ở một cái công ty cũng đã mượn cái gầu này để về cũng cậy tiếp tục cái mỏ đá mà ngay chỗ mình cậy luôn. Thì cũng cậy mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà cũng, và sau này anh mang trả thì cái gầu nó chỉ có bị mất một cái bạc này thôi. Hồi đó mình cho anh mượn là đầy đủ, mà tới lúc ấy là mất thôi. Thì bây giờ thật sự ra thì cái nhu cầu mà của mình á, bên mình thì hiện tại giờ thì hiện tại vào thời điểm này thì không có cần làm tới này nữa, mà không biết tương lai thì như thế nào, có làm nữa không. Thì cái gầu cậy này hồi xưa là mình đóng là tổng số tiền của nó là gần 30 triệu, 28 triệu mấy đó. Tại vì mình đóng cho cái máy đào không chính, thì nó cái này nó xài từ 07, 09, một khối 2 đều mình có thể đều gắn được hết. Mình đều có thể gắn được. Thì cái này là nó có đóng cái bạc để bỏ vô 07 rồi nè. Thì bây giờ mình không nhu cầu nữa thì mình sẽ bán lại. Và mình nói cho các bạn nghe như thế này, cái gầu này tại sao, cái này tại sao mình đóng mà xài mà nó bền nó tốt vậy. Các bạn thấy không, cái sắt mà này á, là mình cắt cái sắt loại tốt mà cực dày. Cái sắt mà sắt của cái đường này nè là cũng loại tốt cực dày luôn, các bạn thấy không. Và cái sắt mà sắt cặp này nè, mình cặp rất là dày. Thì ở đây mình cặp một cái lợi vô đây, và cái người ta làm cái kỹ thuật nó rất là cao. Thì khi mà người ta không bẻ cục xuống vậy, mà người ta sẽ cho nó ngược như vậy là mới là đúng của nó. Ở đây là cái mà cái miếng để sàn thêm một miếng để chịu nè. Đây là cái lợi nó, cái răng cậy không bao giờ là nặng máy và không bao giờ là bị gãy cái mà cái lợi này. Và cái răng này cậy rất là tốt. Đây là một cái răng gầu thép, một cái lợi là lợi thép rất là tốt đó. Thì là cái này là hơn một tấn sắt các bạn, ngó thì nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà hơn một tấn sắt chứ không phải ít đâu. Thì nếu mà anh em nào á, nếu mà có nhu cầu mua lấy cái này á, thì là mình để lại cho 15 triệu thôi, chắc giá đúng giá 15 triệu. Các bạn không bao giờ đi ở đâu mà mua được cái mà cái này với giá là 15 triệu hết. Bảo đảm các bạn không mua từ 25 triệu trở lên. Bảo đảm là từ 25 triệu không bao giờ có giá 15 triệu. Mà nó không được tốt như vậy. Cái này là cái mình đóng. Cái mình đóng là với đóng là nếu mà tính ra cả tiền xe tiền đồ trở về nữa là hết 30 triệu. Cái mình đóng thì các bạn bây giờ các bạn đi ra các bạn mua một cái. Nếu các bạn có nhu cầu ra mua một cái, mình bảo đảm không bao giờ có cái nào tốt như vậy. Tại hàng này mình hàng đặt, và nó không có cái đường, cái đường móc mà kỹ thuật, kỹ thuật để mà cho nó xài bền như là cái này được. Chắc chắn 100% luôn. Đó thì là nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì mình sẽ để lại cho các bạn. Các bạn thấy không, đóng rất là đường sắt, rất là nét, rất là đẹp.
từ cái đường hàn của nó nữa. Người ta hàn là thợ, là thợ, thợ mà là thợ siêu cao sợ xịn á, là mình đặt đóng cái này, thành thử ra là nó rất là chất lượng. Cái này thì không sao, mua cái ống về chụp vô thôi, bỏ vô thôi. Mình cho bên ông, bên anh Vượng nè, Vượng ở bên 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 anh Vượng ở bên 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 Carono mượn, mà lúc trả mình không để ý. Thì bây giờ mình mới vừa lấy ra, mình lúc trả mình không để ý, giờ mình khèo ra mình mới thấy là nó bị mất cái này đó. Đó, tất cả đều là sắt mà đều thép cực dày, 1 tấn mấy, gần 2 tấn sắt ở trong cái gầu này, chứ các bạn nhìn về đừng có tưởng nó nhẹ, 1 tấn mấy, hơn 1 tấn. Cái kỹ thuật làm là siêu bền, các bạn thấy không, đường cong không, nó không phải như những cái mà người ta đóng một cái thẳng như vậy ra, cậy vài bữa nó sẽ bị gãy. Ở đây người ta làm những cái tấm, những cái tấm để gia cố, và những cái miếng kẹp đây để gia cố, cũng như cái này người ta cắt ra xong, người ta cắt một miếng là phủ ra đây luôn, hàng là nó sẽ hai bên nó sẽ giữ rất là chắc. Đó, là những cái thép này là loại thép, là loại tốt, loại một, loại chuyên dùng để đóng gầu máy đào. Đó, thành thử ra là nếu mà các bạn nào mà thí dụ có nhu cầu thì mình để lại cho đúng 15 triệu mình bán nha. Nếu mà dưới 15 triệu thì mình sẽ không bán. Đúng 15 triệu mình bán, không thì mình cứ để đó. Mai mốt có nhu cầu làm mình lại lấy ra mình làm, khỏi phải bỏ tiền ra đi mua 20 mấy 30 triệu. 20 mấy triệu không bao giờ được bằng cái này, bảo đảm 100% luôn. Bạn đi mua 20 mấy triệu về nó sẽ gãy, rất là nhiều người xài gãy rồi. Nhưng mà các bạn mua cái này của mình chỉ 15 triệu thôi, mình đã xài sử dụng qua mình biết cực bền cực ngon. Các bạn thấy không, cái hình của nó này, đây là những cái sắt thép mà mình đóng này. Cái răng này có nghĩa là răng này răng thép, mình nó mòn, mình cứ việc đóng ra mình thay cái khác thôi. Cái lợi này là mình, cái lợi là hàng nồi luôn, đáp vô hàng nồi luôn, xài không bao giờ sợ gãy sợ gì hết. Đó. Rồi. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ để cái số điện thoại trong cái phần mô tả video nha. Rồi các bạn alo cho mình. Rồi. Alo vào ban ngày các bạn nha. Đừng alo vào ban đêm, mình không có nghe điện thoại đâu. Rồi, mình chào các bạn.